Rồi, em Sang xin chào anh em ha. Này mới về con copy 2023 màu trắng ngọc trai quá đẹp anh em ơi. Em Sang lên chi tiết cho anh em mình xem ha. Xe này chủ xài quá kỹ luôn, rất là mới nha anh em. 2023. Đó, vỏ trước vỏ sau còn theo xe ha anh em. Màu này là màu trắng ngọc trai ha anh em. Đó, màu trắng ngọc trai. Anh em nhìn xe rất là đẹp ha. Để em Sang đi chi tiết cho anh em mình ha. Thì đầu tiếp đây, để em Sang báo giá cho anh em mình luôn ha, đỡ mất thời gian nha anh em. Giá tầm 3 ít giấy xài anh em ơi ha. 3 ít giấy xài anh em nào thiện chí thì cứ điện cho em Sang ha, alo cho em Sang. Ốc tán anh em nhìn trắng phao ha, xe này nói chung là mới lắm anh em ơi. Cái vỏ đó nè anh em ha, vỏ rất là dày vậy nè. 2023 ha, 2023 có vỏ ốc này nè. Ốc anh em nhìn ha, trắng tinh nha anh em, cực kỳ đẹp luôn, phục nè. Ba rất là đẹp ha. Cái xe này cái màu đẹp quá anh em ơi, màu trắng ngọc trai. Ủa ô này nè, đèn vui nha, đèn mùng lốc trắng tinh đây anh em ơi. Nhìn nha, rất là đẹp nha anh em. Ốc cốt trước cốt sau chưa có mở nè anh em nhìn nè, rất là mới ha. Vỏ này nè, áo đẹp ha, trắng ngọc trai, áo đẹp, dĩ bô. Xe này rất là mới anh em ơi. Xe này thì 21 còn đủ nha anh em. 21 còn đủ ha. 21 còn đủ nha anh em ơi. Nhìn con tắc cùm này kìa ha, quá mới. Quá mới luôn. Sổ còn luôn nha anh em. Đó, sổ xì copy. Đùi gà anh em ơi. Ha. Anh em nhìn đùi gà nè, ốc tán còn ha. Trắng tinh, lưới sơn chấm hãng còn hết nha anh em. Vỏ 2023 vỏ sau. Đó, rất là dày nha anh em. Đèn bung luôn. Lốc đẹp. Anh em nhìn áo nè. Màu trắng ngọc trai phối xì copy màu vàng ha. Vàng đồng khá đẹp nha anh em. Nhìn ha, xe này là bao anh em không bắn giận nha, bao anh em ha, nguyên zin ha, nguyên thủy như trong hãng chất ga nha anh em, rất là mới ha, rất là mới. Xe này đi dày 1000 cây anh em ơi ha, đi có 8000, bao anh em lòng tua chô vậy nha anh em, 8000 luôn, đi rất là ít ha, lên máy cho anh em mình ha. Ngàn này quá mới nha nè, máy móc thì anh em yên tâm ha, mới chát, bồ nổ mà chát chát nha, ru nha nè. Ở đây nhìn đủ mới nè ha, ốc ác rồi, vàng lông vàng liếc nha nè, lóc đồ rất là mới luôn. Đó, giá 3 ít nha anh em ơi, bớt dễ xài. Anh em nào dự định mua cho vợ thì alo cho em Sang ha, qua số điện thoại 032 55 55 330 nha anh em. Xe này biển Hòn Đất 68 Hòn Đất ha, giấy huyện biển 7 nút luôn anh em ơi. Ủa, biển 8 nút nha anh em, biển 8 nút ha, 89470 8 nút luôn, quá mới. Rồi anh em bật nhãn thì alo cho em Sang nha. Em cũng xin kết thúc video anh em ơi, hẹn anh em một clip khác nha. Rồi Sang đang chào anh em.